Em chào cả nhà nhé. Hôm nay vườn em nở một chậu vọng xưa rất là đẹp, đúng vào ngày sinh nhật của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta, rất là vui cả nhà. Em mời mọi người cùng ngắm nhé. Chào Như Hùng. Đây, em mời mọi người cùng ngắm nha. Chào Nguyễn Diễn nha. Chào bác thân Phan. Vọng xưa nở rất là đẹp nha cả nhà ơi. Hôm nay trời nó không có nhiều nắng lắm, nhưng mà hoa nở cũng rất là đạt cả nhà. Chào Thành Trung nhá. Chào bạn Trần Ngọc Luân. Chào bác Huy Nguyễn. Xin mời anh chị em yêu hoa lan, những anh chị em nào mà ở khu vực Hà Nội và những khu vực lân cận có thời gian, xin mời anh chị em qua tại vườn Lan Va Bốt ở địa chỉ 60 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để chúng ta cùng ngắm trực tiếp và cùng thưởng lãm bông năm cánh trắng vọng xưa nha cả nhà nha. Anh chào Phát Võ nha. Chào Trung Dũng. Chào Dương Ngọc nha. Chào Đạt Nguyễn. Cả nhà chia sẻ livestream giúp em với nhé cả nhà ơi. Chùm, một chùm hoa vọng xưa. Hôm nay là nở ngày đầu tiên mọi người ạ. Chào vườn Lan Thiện An. Chào Hiếu Nguyễn. Rất là đẹp luôn cả nhà. Chào em trai Đoàn Ngọc An nhá. Trời không có nắng cả nhà, nở ngày đầu, lên một chùm hoa rất là đẹp luôn. Chào Ngô Anh Kỳ. Chào Nguyễn Cảnh nhá. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Nở một chùm luôn. Cả nhà chia sẻ livestream giúp Thành với nha cả nhà ơi. Chào anh giàu Nguyễn Quang Thành nha. Đây ạ, khuôn bông vọng xưa cánh rất là bay nha cả nhà nhá. Mọi người nhìn này, cánh rất là bay luôn. Cánh rất là bay, mắt rất là đậm. Đây mọi người nhìn, mắt đậm lắm. Mắt xước đậm. Chào bạn Tý Lê Anh Tuấn nha. Chào bạn Hà Đức. Chào Hoàng Tiến Huy. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream của Thành vào các hội nhóm, các group để livestream được lan tỏa và mọi người cùng ngắm cây hoa vọng xưa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Hoa chỉ nở được khoảng 10 ngày, cao lắm là 2 tuần anh Hoàng Tiến Huy ạ. Mang đi thi sợ không kịp rồi. Thôi giờ mình cứ ngắm hoa cái đã. Chào bác Đông Phương Đông nha. Chào Xuân Hiền Phạm. Gần trưa rồi, không biết giờ này mọi người đã chuẩn bị ăn trưa chưa, nhưng mà em ngắm hoa là em thấy gần no rồi nha cả nhà nha. Chào bác Lâm Vũ nha. Sắp tới ngày 24, 25, 26 tháng 6
sẽ có triển lãm thi hoa Festival Hoa Lan toàn quốc. Anh em chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu toàn bộ anh chị em yêu hoa lan trên mọi miền tổ quốc. Chúng ta cùng tụ họp về tại công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để chúng ta cùng gặp gỡ và giao lưu với nhau. Em chào anh Nguyên Lâm nhá. Em chào anh Nguyễn Toàn Thắng. Chào anh Hồ Thịnh. Rất là phê. Cảm ơn bác Quảng Khu. Chào Phạm Quốc Cường. Nở ngày đầu mọi người ạ. Mọi người copy link livestream và mọi người gửi vào các hội nhóm để mọi người cùng được xem bông vọng xưa nở nhé cả nhà nhé. Anh em chúng ta được ngắm hoa trực tiếp. Nhưng anh em nào mà ở gần khu vực Hà Nội thì mời anh em qua vườn Lan Va Bốt tại địa chỉ số 60 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chúng ta cùng giao lưu uống trà và ngắm hoa nhé cả nhà. Chào Hoàng Hải nhá. Chào Hà Được. Rất là đẹp luôn. Ngắm ở ngoài phê lắm mọi người ạ. Cánh rất là bay. Chào em giàu Lưu Đình Thảo nha. Thi thoảng quan tâm anh một tí nha Thảo nha, Thảo Ma nha. Rất là đẹp luôn. Mắt rất là đậm. Mặc dù là chưa có nắng nha cả nhà nhá. Này mọi người nhìn này, mắt này. Hoa tự nhiên anh Thắng ạ, Toàn Thắng ạ. Chưa không kích choác gì. Đây cây này à. Đây là bộ mầm gốc của em vọng xưa. Mời mọi người ngắm. Em chào anh Đỗ Sâm nhá. Chào anh Dương Công nhá. Đây là bộ mầm gốc và thân lá rất là đẹp mọi người ạ. Lá rất là mướt, xanh. Đây vẫn đang còn hai mầm đang lên. Đấy. Đây mọi em quay xa để mọi người ngắm này. Chào Nguyễn Văn Hiểu. Anh Công về thủ đô chưa anh Công ơi? Đây mọi người ngắm nha. Đấy. Một chùm hoa rất là rực rỡ luôn. Cảm ơn cả nhà đã like, chia sẻ và thả tim nha cả nhà ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngắm ở ngoài còn đẹp hơn nữa Hiểu ơi. Chào Nguyễn Thành Trung nhá. Em chào anh Minh Phước. Cảm ơn anh Minh Phước đã like, chia sẻ và thả tim. Rất là đẹp luôn ạ. Đây mời mọi người ngắm này, ở góc này. Mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Chào vườn Lan Minh Chiến nha. Mời mọi người cùng ngắm ạ. Đây.
Đẹp không cả nhà ơi? Cả nhà thấy đẹp thì cả nhà chia sẻ giúp em với nhá, cả nhà nhá. Cả nhà chia sẻ livestream giúp em. Một chùm hoa rất là đẹp, rất là xinh. Vòng xưa cũng là một trong những mặt bông rất đáng để sưu tầm. Cũng thời điểm này năm ngoái cũng có lúc một kỳ khoảng 5-6 sen nó cũng trị giá trên dưới 2 tỷ. Đúng không cả nhà? Bây giờ giá đã rẻ hơn rất nhiều rồi, tốt hơn rất nhiều rồi. Anh em chúng ta đều có thể sưu tầm và có thể chơi hoa, ngắm hoa được cả nhà. Cảm ơn bác Dương Xuân Tú đã khen nhá. Cảm ơn Hoàng Thành. Cảm ơn em trai Jin Doãn nhá. Chào bác Lan Rừng Cắt Tường nhá. Ở đây có anh chị em nào có mặt bông năm cánh trắng vọng xưa rồi ạ? Cả nhà ai có thì comment chào nhau nha cả nhà nhá. Em chào anh giàu Dũng Trang nhá. Để đi thi không kịp anh Dũng ơi. Hôm nọ vừa xem cứ nghĩ là khoảng 5-6 hôm thì mới nở mà vừa hôm qua hôm nay đã bung rồi. Chào Chủ tịch Trương Tấn Lợi. Chúc Chủ tịch có một ngày vui vẻ, an nhiên và nhiều niềm vui nhá. Em chào anh Giai Bảo Tín Đường. Mời mọi người cùng ngắm nhá. Ước gì bây giờ có một vườn hoa lan phi điệp để hoa được nở từ giờ đến tháng 8 âm lịch. Tuần nào cũng có hoa ngắm để live stream và khoe với mọi người. Chào Pha Hoàng nhá. Chào Đặng Hữu Thanh, chào Lê Duẩn. Cảm ơn mọi người đã like, chia sẻ và thả tim cho Thành nhá. Rất là hiếm khi được nở tại vườn một chùm hoa vọng xưa đẹp như thế này ạ. Cảm giác ngắm rất là thích, rất là phê cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người ngắm ở phía xa nhé. Đấy. Chùm hoa rất là rực rỡ. Mặc dù là trời ít nắng và thời tiết không được đẹp lắm. Đây mời mọi người ngắm. Hoa nở tự nhiên nhé cả nhà nhé. Rất là phê luôn. Đây nhá, Thành quay rõ cho mọi người từng từng góc gần, góc xa nhá. Đấy. Đấy, mọi người ngắm tận mắt. Ngắm gần hơn nhìn có ok không ạ? Mọi người nhìn có rõ không ạ?
Chào em trai Nguyễn Sĩ Việt nhá. Chào Nguyễn Huy Hoàng. Chào Nguyễn Tú. Đây mọi người cùng ngắm và đánh giá nhá. Trực tiếp luôn ạ. Chào Việt Hà. Chào Nguyễn Ngọc Huy. Một chùm hoa vọng xưa nha cả nhà nha. Nở tự nhiên. Chào Phan Hạng nha. Hello Thanh Luyện. Đây mời mọi người ngắm trực tiếp này. Hương thơm ngào ngạt cả nhà, hương thơm ngào ngạt bay trong gió thoang thoảng. Rất đẹp luôn. Chào em trai Văn Thành nhá. Chúc mừng em trai Văn Thành hôm nọ sổ một bông hồng rất là đẹp, bông hồng hồng tuyết sơn hay là tuyết sơn hồng gì nhà em nhỉ? Chào Hoàn Phạm nhá. Đây mời mọi người ngắm trực tiếp này. Ngắm sát này. Chào Lâm Bảo Ngọc nhá. Cánh rất là bay luôn nhá cả nhà nhá. Chào Thùy Dương nhá. Đây có những bông đang hé dần này. Vọng xưa nở ngày đầu tiên nhá cả nhà ơi. Chào mừng nở ngày 19 tháng 5. Chào mừng ngày sinh nhật bác Hồ Chí Minh, người lãnh tụ muôn vàn kính yêu của đất nước Việt Nam. Rất là ý nghĩa đúng không ạ? Đẹp lắm mọi người ạ. Càng về trưa thì sẽ có thêm nhiều nắng hơn thì hoa sẽ mở lá và bay hơn. Em chào chị Yến Tình nhá. Chào chị Giàu nhá. Chị Giàu thi thoảng quan tâm em một tí nhá chị Yến ơi. Hello Biển Đông. Cái bông vọng xưa này được cái là mắt mắt xước đậm rất là đẹp. Em để góc này mọi người nhìn này. Đấy. Đấy. Chào bạn già Tuấn Đoàn nhá. Bạn Tuấn Đoàn ăn cơm chưa chưa? Dạo này sức khỏe bạn Thúy thế nào rồi bạn Thúy ơi? Chào bạn Thúy giàu có nhá. Xinh đẹp nhá, đáng yêu nhá. Chúc bạn Thúy sớm có người yêu nhá. Sức khỏe bạn Tuấn Đoàn mấy nay tốt hơn chưa bạn ơi? Đây ngắm ở từ phía bên này nhìn rất là đẹp. Đây mời mọi người ngắm nha, tác phẩm nha. Đây là tác phẩm Năm Cánh Trắng Vọng Xưa. Và tác phẩm này không dùng để đi thi mà tác phẩm này dùng để livestream cho mọi người cùng thưởng lãm.
Đây mọi người ngắm mầm nhá. Chậu này có 6 mầm gốc cả nhà. Đấy. Cũng được uốn nắn tương đối đẹp. Đấy. Hoa nở tự nhiên nhé cả nhà nhé. Hoa nở tự nhiên rất là đẹp luôn. Ok bạn Hòa Tây Thiên, hôm nào xuống tôi chơi là có giống mang về thôi bạn ơi. Mời bạn Hòa Tây Thiên hôm nào xuống Hà Nội qua vườn tôi chơi nhá. Qua tôi chơi là có giống mang về nha bạn nhá, bạn Hòa Tây Thiên nhá. Chào Nguyễn Tiến Dũng nhá. Chào Đức Lộc. Thời gian này thì thị trường hơi trầm nên chắc có lẽ là vì thế mà ít người online hơn và quan tâm đến hoa lan hơn. Tuy nhiên thì chính vì vậy mà chúng ta sẽ có những cái tác phẩm đẹp và có những chậu lan nở ra những cái chùm hoa rất đẹp như thế này ạ, để chúng ta cùng ngắm hoa, đúng không ạ? Chứ còn thời điểm như năm ngoái và năm kia thì giá rất là cao. Cứ một bông hoa như này thì nó trị giá từ tiền trăm đến tiền tỷ. Nên là anh em không gần như là rất là hạn chế để cho nở hoa. Và năm nay thì được cái là nhờ cái dịch Covid nên là tất cả mọi thứ là đều lắng xuống, để chúng ta có một cái thời gian nhiều hơn để quay về bên trong và quan sát lại tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng ta cùng tĩnh và cùng nhìn nhận lại mọi thứ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn được ngắm những tác phẩm và những cái mặt bông lan phi điệp, những mặt bông VIP mà bình thường rất là khó có cơ hội để mà thưởng lãm và được ngắm trực tiếp. Nhìn trực tiếp ngoài phải nói là rất là thích kia Tuấn Đoàn ạ. Nhìn màu sắc nó tươi lắm. Trắng tinh luôn. Trắng tinh, trắng muốt luôn. Đôi mắt không lẫn vào đâu được. Cái tên Vọng Xưa cũng rất là hay, đôi khi cho chúng ta một cái hoài niệm, một cái kỷ niệm về cái quá khứ, những kỷ niệm tốt đẹp hay là những kỷ niệm mà rất là đáng nhớ để chúng ta cùng nhớ lại, đúng không ạ? Chào Chuyên Bùi nhá. Chào Định Đoàn. Rất là thơm. Chào Dung Nguyễn nha. Hy vọng là sắp tới 24, 25, 26 tháng 6 sẽ được gặp gỡ và giao lưu với nhiều anh chị em ở trên đây, được gặp trực tiếp tại triển lãm Festival Hoa Lan Việt Nam. Em chào bác Nguyễn Huy Tuyến nha. Ok bác Tuyến ơi,
Mời bác Tuyến ra ngắm hoa nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Phải nói là năm nay vọng xưa nở rất là đạt nhé cả nhà. Mọi người ngắm cánh khuôn bông rất là cân đối, rất là đều. Đấy, sắc tố cánh bay và trắng tinh, trắng sứ, nhất dáng nhì da đúng không ạ? Dáng thì khuôn rất là đẹp rồi, da thì cánh rất là trắng. Mắt thì rất là sắc và rõ nét, rất là đều ạ. Chào em Thanh Bùi nhá. Chào Tuấn Con. Vọng xưa nở như này có xứng đáng có 10 người yêu không cả nhà ơi? Em chào anh trai Trương Tấn Lộc. Chúc anh Trương Tấn Lộc có một buổi trưa vui vẻ. Cánh rất là bay cả nhà. Hoa nở ngày đầu nên là cánh nó vẫn còn sắc tố xanh, chưa bay hết màu. Ngày mai sẽ là bông sẽ nở đẹp nhất và đạt nhất ạ. Chào Tam Đô nha, chào Nguyễn Quang Hưng. Chào Đặng Thu Hằng. Rất là phê luôn cả nhà nhá. Chào Vườn Lan Sinh Tuyết, chào Trần Văn Điều. Đây, mời mọi người ngắm. Rất là đẹp cả nhà. Chào bạn Lãm Trần nhá. Chúc Lãm Trần có buổi trưa vui vẻ nhé bạn ơi. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Chào bạn Du Tuấn nha. Ok bạn Lãm, ngắm hoa phải nói là rất là thích, rất là thú vị. Hương lại thơm nữa. Chào em trai Đức Đại Phát nha. Em chào anh Thế Anh Nguyễn. Bông nở rất đạt mọi người ạ. Ngắm ở ngoài thì cảm giác phê và thích hơn rất là nhiều. Chào bác Trần Quyền nha. Chào Linh Hiển.
Ôi giời. Đức Đại Phát bảo đẹp hơn LK, không dám đâu em ơi. Mình cảm nhận như này rất là đẹp, rất là ok rồi. Cặp mắt rất là ấn tượng. Rất là gọn, mắt rất là gọn nha cả nhà. Cảm ơn bác Nguyễn Ngọc Huy nhá. Đây ạ. Mời mọi người ngắm ở góc bên này, một bông góc bên này. Mọi người nhìn thấy cánh cánh rất là đều bay. Cánh bay rất đẹp. Em chào Vườn Lan Sơn Lâm nhá. Cảm ơn em Giai Đức Đại Phát nha. Cả nhà bổ cho em quả sẻ nha cả nhà ơi. Trắng tinh luôn. Chào anh Mai, anh chào Vườn Lan Hoàn Hà nhá. Em chào anh Quang Béo nhá. Xin mời anh Quang Béo xuống 60 Ngô Quyền để ngắm hoa và uống trà nhá. Chào Vũ Huy, Vũ Huy. Đây ạ. Chào Hà Trương nhá. Ok anh Quang Béo nhá. Hôm nọ anh Quang Béo qua chơi mà chơi bốt trà không ngon nên là về sớm. Vọng xưa thân lá rất là đẹp cả nhà. Đây mọi người ngắm. Lá rất là mượt đẹp. Chào Sang Tùng, chào Vũ Đức Thành nha. Chào Hà Vũ. Đây mọi người ngắm nha. Chào bạn yêu Mai Bảo Kim. Chúc bạn Kim Béo có một buổi trưa vui vẻ. Chào bác Giáp Đinh nha. Cảm ơn bác Giáp Đinh đã khen. Chào Hạc Minh Huê. Chào Hà Hiệp. Rất là phê luôn. Chào Gia Thuần Carota nha. Cảm ơn bác Tuyến đã khen đẹp rực lách. Nghe khen đã thấy sướng rồi ạ. Chào Nguyễn Đình Quang, chào Trần An.
Đây em quay từ xa cho mọi người xem nhé. Tác phẩm này mà nở vào ngày 24, 25 tháng 6 nó lùi lại tầm khoảng tháng nữa thì đẹp nhờ cả nhà nhờ. Thân lá rất là đẹp nhá mọi người nhé. Úi giời, em chỉ được ước được như Bắc Tuyến thôi. Ai bằng Bắc Tuyến được, Bắc Tuyến là hơn vua ấy. Bắc Tuyến bây giờ khác gì vua thời đại ngày nay đâu. Bởi vì Bắc Tuyến rất là chơi rất là nhiều lan, cha ông bảo rồi, vua chơi lan, quan chơi trà, nên là chắc chắn nhất định Bắc Tuyến là vua rồi. Em chơi trà nên em chỉ làm quan thôi. Rất là đẹp đúng không nhỉ? Đây em để như này thì rất là đều này. Đấy mọi người nhìn có đẹp không ạ? Trêu đâu đấy là sự thật chứ Bác Tuyến. Mấy ai được như bác bây giờ đâu. Địa chủ đất cát thì rất là nhiều. Ở đâu cũng nhiều đất. Nhiều đất, nhiều vợ, nhiều con. Mà lại đoàn kết hạnh phúc nữa, nhất bác luôn. Mời mọi người ngắm vọng xưa, năm cánh trắng vọng xưa. Nở tại vườn Lan Va Bốt. Địa chỉ số 60 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Xin mời anh chị em ở khu vực Hà Nội và khu vực lân cận qua ghé thăm vườn Lan Va Bốt tại địa chỉ số 60 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để cùng ngắm hoa, uống trà và đàm đạo. Rất là vinh dự và hân hạnh được đón tiếp mọi người. Cả nhà cho em một like, cho em một trái tim đi ạ. Và bổ cho em một quả sẻ ạ. Cảm ơn mọi người. Rất đẹp luôn. Chào Văn Hiểu, chào Tài Đặng. Một chùm hoa luôn, rất là phê. Cái thế này nhìn đẹp không anh em? Chào Nguyễn Nguyễn nhá, chào Dương Cao, chào Nguyễn Thế, chào Tài Đặng nhá. Chào Mạnh Đình Tuấn. Mầm gốc cũng phê lắm mọi người ạ, mời mọi người ngắm mầm gốc này. Đây mầm gốc rất là phê luôn. Lá rất là mướt và đẹp. Đây em mời mọi người ngắm cây trong vườn nhà em nhé. Em chào anh Thím Dương nhá. Đây mời mọi người ngắm, đây là á hậu ạ. Lá rất là to.
rất là thích mọi người ạ. Đây là Hồng Đại Nguyên Soái. Mọi người nhìn bộ rễ này. Chào Hoàng Anh nhá, chào Trần Cường. Em mời mọi người ngắm cây vườn em một chút, xong lát nữa em lại mời mọi người ngắm hoa vòng xưa. Đây là bạch tuyết nhà em ạ. Đây mầm gốc vòng xưa đây. Mời mọi người ngắm bạch tuyết nhé. Kỳ này. Bạch tuyết rất là dễ làm kỳ nha cả nhà. Kỳ lên rất đẹp, rất đạt và khỏe. Cảm ơn anh Thím Dương đã khen nhá. Đây Ngọc Sơn Cước cả nhà. Đây bạch tuyết. Ngọc Sơn Cước. Bạch tuyết đây cả nhà nha. Đây bạch tuyết em, chậu này em mới làm ki. Đây mọi người ngắm này. Mắt sưng hết này. Sưng hết này. Mọi người thấy rõ không ạ? Đây. Ki bật hết này. Đây là những con giống ki ươm nha cả nhà. Đây người đẹp không tên. Đây hai chợ này người đẹp không tên mọi người ạ. Em chào chị Ngô Phượng nha. Chào Lan Rừng Tây Bắc. Chị Ngô Phượng có dịp ra Hà Nội chơi, mời chị qua em chơi uống trà nha. Giao lưu chị Ngô Phượng nha. Cảm ơn chị Ngô Phượng đã khen. Đây, mời mọi người ngắm Ngọc Sơn Cước ạ. Bạch tuyết ạ. Hồng Phù Hoa. Bạch tuyết cả nhà ơi. Mùa này thì mầm gốc đang phát triển rất là khỏe, rất là đẹp. Đây, đặc biệt là những cái dòng hồng đang phát triển rất là tốt. Đây bạch tuyết nhà em ạ. Bạch tuyết ạ. Mày ngài đấy cả nhà. Mầm gốc rất là phê. Bạch tuyết có, mọi người để ý nhé, có những chậu bạch tuyết thân lá nó lại như thế này này. Là nó do những con giống mùa đời trước ấy. Nhiều người hỏi là cái lá như này là lá gì, thì em thấy lá nhìn bạch tuyết lên như này rất là đẹp và cây rất là mập. Em gọi là lá bạch tuyết phát tài cả nhà. Đây bạch tuyết ạ. Mời cả nhà ngắm mầm gốc bạch tuyết cùng với em nhé cả nhà nhé. Đây mời mọi người cùng ngắm ạ. Đây là hồng mỹ nhân ạ.
cây cho ăn nắng nhiều thì cây sẽ rất là đanh cây, dày lá. Đây là hồng mỹ nhân cả nhà. Đây là bạch tuyết. Mắt trâu. Á hậu. Mùa này ngắm mầm gốc rất là phê cả nhà. Chào Kiên Phạm nhá, chào Minh Luân. Cảm ơn Phạm Dì Nhân Nhân nhá. Đây này, mọi người ngắm này. Bạch tuyết này, mọi người nhìn cái lá này. Cái con giống đời trước của nó là lá nó cũng như thế này nha mọi người nhá. Mọi người, nhiều anh chị em thấy cái màu lá ra như này thì cứ sợ cây có vấn đề, nhưng thực ra là không ảnh hưởng gì, cây rất là khỏe. Cái này của em, đây là Kikon. Em nuôi năm thứ hai ạ. Mầm phát triển lên rất là bình thường và đẹp. Đây là một chậu hồng mỹ nhân. Mầm gốc mỗi mầm bây giờ, mỗi mầm khoảng 60 xăng mọi người ạ, 60-65 xăng một mầm gốc như này. Đây mời mọi người ngắm chậu hồng mỹ nhân nhé. Ở đây là Ki trên thân. Ki lên rất đều và khỏe. Đây bạch tuyết này mọi người. Đây mời mọi người ngắm bạch tuyết. Những tác phẩm bạch tuyết của em. Em chào 67 người đang xem. Chào bác quảng cáo robot. Chào Tuấn Vũ. Đây bạch tuyết nha cả nhà. Lá rất xếp rất là dày. Đây khu vực này là của em là bạch tuyết hết mọi người. Còn đây là vọng xưa. Chậu vọng xưa đang hoa đấy ạ. Mọi người ơi nhìn này, mọi người ngắm cái thân lá, cái lá nhìn có đẹp không? Lá rất là mướt, mượt và rất là sạch. Đây mời mọi người cùng ngắm, nó hơi ngược nắng tí. Đây, em để như này mọi người nhìn có nét hơn không ạ? Đây ạ. Chào bác khối băng ánh sáng nha. Chào Dương Văn Phúc. Đây mời mọi người cùng ngắm nha. Mời mọi người ngắm năm cánh trắng vọng xưa và nhờ mọi người chia sẻ livestream giúp Thành với nha mọi người ơi. Có vẻ như bây giờ mọi người mới có thời gian để vào xem livestream. Thành thấy mọi người xem đông vui hơn rồi ạ. Đây mọi người ngắm này. Đấy, hoa nở ngày đầu nhé cả nhà. Vọng xưa, năm cánh trắng vọng xưa nở chào đón ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày sinh nhật bác rất là ý nghĩa đúng không ạ?
rất là đẹp. Chào anh Lâm Tam Đảo nhá. Lâu lắm rồi không nói chuyện với anh Lâm. Chào anh cả của anh em Tam Đảo. Chào Dương Việt Hà. Chào Vũ Mạnh. Mời mọi người ngắm năm cánh sáng vọng xưa. Dạ em khỏe anh Lâm Tam Đảo ạ. À, hôm nào em lên thì anh Lâm cho em xin bữa cơm, cho em xin chén rượu nhá, chén trà nhá anh Lâm nhá. Cảm ơn mọi người đã like, thả tim và chia sẻ cho em ạ. Thực sự ngắm ở ngoài rất là phê. Cảm ơn anh Mạnh Táo đã khen. Đẹp nhỉ? Phải nói là nếu mà ngắm ngoài trực tiếp thì mọi người sẽ phải rất là ngạc nhiên và thốt lên rằng là không ngờ cái vọng xưa, bông vọng xưa lại nở đẹp như thế. Mặc dù hôm nay trời không có nắng, trời râm không có nắng mọi người ạ. Chào Út Toli, chào Đạt, Bắc Anh Linh, chào Hùng Phạm. Rất đẹp luôn. Rất phê. Đây mời mọi người ngắm. Đây là một chậu bạch tuyết nhà em. Chậu này em đã lách ra 4 cái mầm gốc rồi. Bây giờ đang lên 4 mầm mới. Rồi đang có 4 ki trên thân. Đây cũng bạch tuyết nha cả nhà. Đây là ki ươm nhà em. Xem chỗ này là chỗ gì. Bạch tuyết. Không tên đây mọi người này. Ki ươm không tên của nhà em này. Vâng, cánh vọng xưa bay tốc váy luôn anh Lâm ạ. Đây là những cái logo ki ươm, những con giống tương lai, ươm mầm tương lai. Nở rất đẹp, rất đạt. Tiếp ơi, cho tí nhạc sôi động tí. Hả? À. Rất phê luôn. Đung đưa theo gió.
để có những cái tác phẩm chơi lan như thế này thì mình cần phải có thời gian. Nếu mà không nhờ có Covid thì chắc chắn là sẽ rất là khó để có một chậu hoa tác phẩm để chơi như thế này, đúng cả nhà. Em chào anh trai Hồ Duy nhá. Hôm nào anh Duy ra Hà Nội qua em chơi nhá, để em được tiếp đón anh Duy nhá. Rất là nhiều lần vào Đà Nẵng được anh Duy tiếp đón rất là nồng nhiệt mà chưa có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu đón tiếp anh Duy ở Hà Nội. Chào Hà Lương, chào xe máy Trần Hải nhá. Chào Kiệt Ngô. Đây, mời mọi người cùng ngắm nha, rất là đẹp, rất là phê luôn ạ. Nở lên rất là đều, cánh bay, cánh sáp dày. Chào bác Lan rừng thiện quý nha. Đôi mắt mê hoặc luôn bác Lan rừng thiện quý ạ. Ok bạn Hòa Tây Thiên nhá. Rất đẹp phải không cả nhà? Để góc nào nhìn cũng thấy rất là phê. Chào đoàn Trần Văn nhá. Đây, mời mọi người ngắm gần này. Ngắm gần và ngắm xa. Ngắm gần và ngắm xa, mời mọi người nhá. Chào Lâm Ái nhá. Chào Văn Tám Phùng nhá. Đấy, mời mọi người ngắm trực tiếp, ngắm gần sát luôn này. Đây. Đấy nha, mời mọi người ngắm nhá. Em zoom cho mọi người ngắm sát luôn ạ. Rất đẹp đúng cả nhà. Ok, chắc là có lẽ là đến giờ cơm trưa rồi ạ. Em xin phép em được xuống live. Hẹn gặp cả nhà trong live stream tiếp theo ạ. Và rất là mong muốn cả nhà chia sẻ live stream của em để mọi người cùng được ngắm bông năm cánh trắng vọng xưa. Mọi người có thể chia sẻ livestream vào các trang hội nhóm và các cái room hội ạ, để mọi người cùng được ngắm ạ. Em chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ. Chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng ạ. Em chào cả nhà.